Rồi em xin chào tất cả anh em nha anh em. Hàng của tất cả của anh em là hôm nay đã đi hết. Em cảm ơn anh em rất là nhiều ủng hộ hàng em. Hôm nay là đi cũng nhiều, mười mấy đơn, 14, 15 đơn hàng đó. Nồi, cọp, dên, lốc, bơm đó. Cù gông thì bán 2 bộ, còn 2 bộ em xin làm clip này bán luôn nha. Những cái đồ cù cặn lại. Với lại em có một củ đề phun một bèo nè, bán cho anh em về xài. Em để bàn ốc này để em lấy bàn ốc gần cái quay chơi chi tiết cho anh em. Tại sợ nó mất thì dễ để mày bả nó lạc đó anh em, không có ốc gắn nó mất công. Là bàn ốc củ đề. Bàn ốc củ đề của phu chờ 1 quay 110 xài chung hết. Củ đề này nó cũng nè chưa rửa, ốc này chưa rửa anh em ơi. Thấy không, nó còn đóng dơ nè, chưa rửa, anh em về rửa lại giùm em nha. Đó. Hôm nay em có được củ đề phu chờ 1 theo xe. Nói chung đề này tem thì khá, mà cái mình nó thì nó bị thâm nha anh em. Nè cái mình bị đốm đốm nè anh em thấy không. Đó. Củ đề bởi vì em nói với anh em, không phải mua được củ nào cũng ngon đâu, nó hên xui lắm. Đó. Nhưng mà củ đề này xài được em mới bán này, nếu mà xài không được là em không bán đâu. Đó. Nói chung củ đề này em bán giá rẻ vậy cho anh em vô xe chở cỏ, xe này xe nọ ok bình thường, làm vậy luôn nè. Không có vuột nam châm, không có bị khuyết lam khuyết liếc gì trơn nè anh em nhìn đi. Thấy không? Không có bị cọ lam, không có bị khuyết gì trơn luôn nha, không có vuột nam châm luôn nha anh em nha. Nó xài được mới bán. Lỗi zin theo xe luôn nè. Lỗi zin theo xe luôn nè. Zin bự cho anh em coi. Mặt đạn zin theo xe luôn nè, Thái Lan nè, thấy không? Cái bạc đạn này nè anh em, cái bạc đạn ở trên cái lõi này nè là bạc đạn này đóng chữ Thái Lan mới đúng hàng zin theo xe nha anh em. Thái Lan đó, bạc đạn này tình trạng chắc có vô mở rồi, đang im không xè luôn, đầu chưa mòn luôn, đầu chưa khuyết luôn nha anh em. Củ đề này mới thay than chút nữa em cho anh em coi, than còn nhiều lắm, đầu chưa khuyết luôn nè, lõi zin luôn nè, nhưng mà nó không còn được cái màu xanh, nó không còn đẹp, không còn whip anh em, nhưng mà đầu đẹp nha anh em. Cái đầu trên này đẹp, chưa bị khuyết gì hết trơn nha. Bằng trang à. Mặt đạn còn zin theo xe luôn. Thái Lan. Đó. Anh em về á, anh em khửi chỗ cái chữ, chỗ cái miếng thép mà có chữ Thái Lan này nè. Anh em khửi miếng thép lên, anh em chét miếng mỡ bò vô. Chét miếng mỡ bò ngay chân cái nhông rồi nè, để nó bắt lên cái nhông dù á. Chứ anh em chét miếng đít rồi, im gu. Đó. Còn cái mình trên, nguyên cái bình trên này thì nước nhôm không có bị hư nha. Đó. Củ đề này nó bị tình trạng vậy nè, khoan báo anh em cái nha. Nè. Than còn dày luôn nè, bởi vì em không có thay gì hết nha, về anh em gắn vô là xài luôn. Có lò xo đầy đủ nha anh em. Bỏ lò xo ở đâu nữa đó, lát lục lại. Đó, mũ này trong đồ zin hết luôn nè, nhưng mà cái này lô nè anh em. Cái cụm mà để mình gắn mấy cái mũ, mấy cái than đề đồ lên nè, cái cụm dứ nè, lô nè, thấy anh em thấy không? Cái này hàng của áp ga nít tăng gì em không biết nha anh em. Hàng này hình con ốc sên, ốc xiết gì em không biết của con nào. Không biết lô hay zin luôn, nó thẳng ra là như vậy. Đó. Nhưng mà cái này là zin nè, cái mũ ở trong hoặc là cái mũ ở trong đồ là zin hết đó nha. Đó mã của nó đó. Còn nguyên cái phần đế trên này là zin theo xe, nguyên cái phần đế trên nè, từ cái con giữa này đi lên trên là zin theo xe, có mã mộc đàng hoàng nè. 9Y17 nè. Cái nhông dù này zin theo xe luôn nha anh em. Nhông này zin theo xe luôn nha, nhông dù này zin theo xe nha. Đó. Nhông dù này zin theo xe, đẹp luôn á chứ. Đó. Xài vô tư, đó, củ đề này nó mỗi tội là nó lai cái này thôi. Nó lai cái cụm dưới này thôi, đang xài bình thường không có gì hết trơn á. Còn nguyên cái quan trọng là cái lỗi này nè, lỗi zin mà đầu chưa mòn luôn nè, thấy không? Lam chưa bị khuyết, chưa bị cọ, cũng chưa có bị sức lam luôn nha. Đó, củ đề này bán cho anh em về vô mở. Bán củ đề phu chờ 1 110 thì bán cho anh em 300.000. Đó. Để ba cái đề đầy đủ ốc, đầy đủ lò xo cho, nói chung là em giao cho anh em là em sẽ lắp vô cho anh em. Đó. Còn hai bộ bù gông quay bán cho hết luôn nha anh em. Đây em còn hai bộ bù gông. Bộ này nè. Nói chung tình trạng ốc đầu của nó nè, ốc cũng còn ra, ốc thì nó không có dấu gì nhiều, nhưng mà ốc đầu nó không còn whip nha anh em. Đó, ốc đầu nó không có whip nha, có sao báo vậy luôn. Ốc xuống màu đen. Báo tình trạng chi tiết luôn, nhưng mà bù gông thì đẹp. Găng cỏ là bao hết. Đó. Bộ này bán 200.000 cho anh em. Đó, bù gông thì không có gì để nói đâu.
của quay Thái 110 nha, hai bộ bù gông này của quay Thái 110 hết nha anh em. Nói chung 4 cây đũa giờ người ta bán cho anh em cũng 150 rồi, coi như ốc đầu em bán 50.000 với lông đền. Đó. Còn anh em nào muốn mua ốc đầu với lông đền mới hàng xé bịch Nhật thì liên hệ em một bộ 420.000. Ở đây em có hàng sẵn luôn. Trời, lát nữa làm video quay mấy con ốc cà tê với anh em, mới về được 4 5 bộ rồi mà khách dặn hết hai bộ rồi, còn hai bộ. Đó. Bộ này 200 nha anh em, 6. Còn bộ này khá nè. Đó. Bộ này còn vuông vốt nha anh em. Anh em vô xe mộc mộc được, xe 2X lớn được. Đó. Cũng còn vàng ngà ngà, vô xe 2X lớn được nha anh em. Đó, găng cỏ là em bao hết. Bộ này bán cho anh em 300.000. Bù gông đẹp hết luôn. Rồi, video này em xin kết thúc tại đây đi. Em sẽ làm một cái video về mấy bộ ốc cà te nữa là kết thúc. Tối lên sóng với anh em chơi tiếp, chiều rồi. Mệt rồi.